Cái giờ này là cái giờ, khách đi lắm. Ở quê rồi xíu chạy về quê hả? Quê chắc quê Quán Nôm rồi. Nó Tỳ Phước chứ đâu biết Tỳ Phước chứ nào đâu. Chị đó chị không biết mà. Sao nó chịu không nổi thôi chứ nặng máy không được. Nó đi lần đầu nó đau chịu không nổi rồi chứ. Bé kia, còn bé này là vô tư, là muốn cười bé này. Chưa tới giờ đó con bé. Còn ba này chắc nặng cũng nhiều rồi, đúng không? Nhưng mà muốn cũng vậy đó, nhiều lắm cũng vậy. Bé đã chị chứ chị chứ. Cái động chỉ đang nữa chị. Đâu biết nhiều. Sướng quá vậy, làm mình sướng quá. Ngứa nhưng mà nặng đau. Đau. Đau nhưng mà cũng đã. Em gái à? Cạp, kêu con em mình cạp. Rồi anh thì không có một mụn kìa. Nhỏ tuổi anh. Anh đi chữa là cũng ghê lắm đó chị. Mặt mụn quá anh chữa, chị ngon vậy đây. Ừ. Tưởng là nó o ngon ăn. Khách quen quá chị bò. Ăn đồ một bò trước. Ngon ai ăn được. Bé đào nha. Chiều về bữa nắng ta nắng trực đi lần đào phải không? Lần đào mà. Lần chắc lần đầu tiên là mụn trăng đào luôn quá. Ba người đi chung á. Ba anh em nè. Ba người đi chung. Anh bên kia muốn của mình. Bên kia có khách không biết? Chị Na cầm điện thoại đó không chị Na? Có. Ừ, gọi nó hử? Gọi chị Loan nha. Gọi chị Loan đó một lượt quá hả? Ừ, ý là họ có rảnh không ở đây chứ? Mình này tới bóng người đợi, mà còn quay nữa. Chọn một con hiền quá. Quá nhiều. Loan nè. Hiền Hảo, chỉ người Mân Hảo chắc đi không được rồi. Mân Hảo là cánh tay trái của chị Loan rồi. Dạ lô, kia bên chị có rảnh không chị? Cho một bàn qua bên đi, bên đi có cá quấy bằng lẩu á, lấy nổi nữa. Mày còn uống thì đợi. Dạ. Còn thêm cao ly nó rứa. Còn uống khách đợi. Cho hai ba người qua luôn cũng được. Hai người cũng được. Ly kêu cho hai ba người qua luôn cũng được gì kìa. Chị ly này nên hai ba người cũng được. Sao em vô cũng hóc đúng không? Hóc được đây luôn kìa. Dạ. Mà chị nói đi còn kêu ly nói nữa. Dễ sợ luôn á. Ngứa mỏ. Mới sợ à. Mới thêm cái cao ly vô nữa. Nó ly chứ tự nhiên mô điên tới. Ly điều hành hả? Ly thì nó ly chứ. Nói ai em được. Ma ma bá gọi đó chứ bông gọi nó kìa. Thôi tao lâu lâu tao gọi tao gì vậy em. Tự nhiên gì? Ừ. Chị Loan nói với ơi mà kêu hốc được. Đứa nào hốc đi á. Nói với ơi đó. Thế là chắc biểu con nào đi rồi biểu con nào hốc thêm con nào nữa đó. Mình nó có quay được không vậy? Mình chị có quay được không? Không được được mà chết rồi. À,
Nó làm là bếp, em đừng có gần bếp. Đây mà nặng nhiều lắm kìa, dưới quay hàm quá trời. Nó nặng lấy đồ. Chắc ngày nay bên ngồi cũng vén á. Bên ngồi đông mà. Chị Loan xin phát trực tiếp đi. Ừ. Quá trình phát cho thì do mình kiểu có co là mình quay hết rồi. Nó phớt chứ con muộn cũng được được xíu chứ. Phớt mà muộn ra gì cũng nhòm chó không đâu có tìm xem nữa. Như thế không biết cục nó cục mà không biết cái gì nhờ máu. Trước chị nó tích ra là máu không biết không có bụng hay là máu tích ra như này thôi chứ chị bụng nó tích hết từ cục nó gì. Người chị ăn khiên qua cho chị. Hay xui. Đứa nào đánh đi. Mà em nghĩ là có bà nhọn. Chuẩn bị mấy mày kéo con tua qua nè. Cũng vui vậy hả? Ừ. Sao rửa rồi. Sáng kìa lắm. Chị kéo qua. Chết giờ rồi, kéo qua. Chào thức ngồi, lao lỡ đi. Chí đồ bầu lại đi uống nước. Ừ. Mày điện xuống mày nói với nó, kìa có mấy người qua chợ với để mất công hồ khách với nó không biết đợi lâu đi việc rồi nè. Điện ăn á. Nó khách đợi 5 phút nha. Nè. Ừ. Đấy, nhiều khi nhân viên đông cũng có lợi nữa. Nguyễn Ngọc Vũ Hân. Ngân tên chi quay tên chi quay cha. Tên Hân nghiệp chi hả? Nguyễn Ngọc bóng hả? Ngủ sao đâu lắm không? Đây cho mày phục nữa hay chỗ mày ban là chung đi quá đang á. Không về trường thiệt á. Ờ ban bên kia quá. Chị bé này không làm đúng không? Chị đi chung với anh á. Ừ, 31 rồi đó hả? Ừ. Theo số bên kia rồi đó. Không. Mình nhớ lên số 300, lon hơi 300 thì mình 300. Nhớ khó lộn. Lúc nào cái bên mình nhảy nhanh bên kia đây.
chưa lên được 300. Mình lên 200 rồi. Là bên ai khách ít mụn lắm, kiếm đâu ra. Tút đứng mà mụn cũng không có.